Quy y phát tâm Bồ Đề. Lời nguyện quy y này chỉ có 4 hàng thôi, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa thậm thâm chi diệu. Bây giờ chúng ta qua phần nội ngôn trô. Phần đầu tiên là quy y. Dòng thứ nhất, Conchok Sungo Tesek Sawasum. Chúng ta quy y nơi Tam Bảo và Tam Căn Thiện Thể. Conchok Sungo có nghĩa là Tam Bảo, còn Sawasum có nghĩa là Tam Căn Thiện Thể, tức bao gồm Guru, Yidam và Dakini. Dòng thứ hai, Salung Tikle Rangsin Chang Chupsim. Ở đây, Salung Tikle có nghĩa là mạch khí tinh. Bản chất của mạch khí tinh chính là tâm Bồ Đề, tức Chang Chup Bodhi. Theo quan điểm của các đạo sư dòng phái cổ mật, thì Phật giáo có 9 thừa. Trong 9 thừa này, thì 3 thừa cuối cùng là cao nhất. Đó là Mahayoga, tức Đại Du Già, Anuyoga, tức A Nậu Du Già, và Atiyoga, tức Dzogchen Đại Viên Mãn. Ở dòng đầu tiên, chúng ta tụng lời quy y Tam Bảo và Tam Căn Thiện Thể. Cấp đầu tiên, tức là cấp quy y Tam Bảo và Tam Căn Thiện Thể, là thuộc về cấp độ của Mahayoga. Nếu ta tính theo quan điểm cửu thừa của Nyingmapa thì Mahayoga là thừa thứ 7. Vậy quy y ở dòng đầu tiên thuộc về Mahayoga, tức Đại Du Già. Dòng thứ hai, Salung Tikle Rangsin Chang Chupsen, nghĩa là nơi tâm Bồ Đề tánh của mạch khí tinh. Thường trong pháp tu A Nậu Du Già, các khái niệm mạch khí tinh, tiếng Tây Tạng là Salung Tikle, là khái niệm căn bản mà người tu phải biết. Ở cấp này, chúng ta quy y tâm Bồ Đề chính là quy y bản chất của mạch khí tinh. Vậy tụng và quán chiếu những lời này là một cách để quy y ở cấp độ A Nậu Yoga. Dòng thứ ba, Ngô Warang Xin Thuốc Chê Chư Kola, nghĩa là nơi đàn tràng của thể tánh bi. Theo quan điểm của Dzogchen, thể, tánh, bi chính là ba khía cạnh của trí huệ Phật, ba khía cạnh của Như Lai Tạng, của Rigpa, tức chân tâm hay trí tuệ bản nguyên thanh tịnh. Vậy đây là quy y ở cấp độ cao nhất, quy y Rigpa, quy y chân tâm bản tánh. Hàng cuối cùng, Chang Chúc Nhiên Phôi Patu Chap Su Chi, nói về thời gian. Thời gian quy y của chúng ta là cho tới khi ta thành bậc chánh đẳng chánh giác, đạt tới vô thượng Bồ Đề. Lời quy y này chỉ có 4 hàng thôi, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa thầm thâm phi diệu. Chúng ta phải hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó, nghĩa là ta quy y chân tâm, quy y bản tánh bổn nguyên thanh tịnh của ta, và quy y tới đạt cứu cánh tối hậu. Trước khi tụng lời nguyện quy y này, hành giả phải thực hành pháp quán tưởng. Ta quán tưởng cây quy y dựa vào bức ảnh quý vị có trong tay. Ở trung tâm của bức ảnh có hình ảnh của Đức Liên Hoa Xanh, vây quanh bởi các vị Dakini trí tuệ. Về bản chất, Đức Liên Hoa Xanh chính là bổn sư của ta. Như vậy, ta quán tưởng Guru trong hình tướng Đức Guru Rinpoche. Rất khó để có thể quán tưởng thật chi tiết tất cả chư đạo sư của dòng truyền thừa, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Di Đàm, vân vân. Tuy nhiên, phải cố gắng nỗ lực và phải quán tưởng với lòng tin tưởng. Ngay khi chưa thấy được chi tiết, vẫn phải phát khởi niềm tin. Trước mắt chúng ta là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bổn Tôn, chư Dakini, chư Hộ Pháp tràn ngập cả không gian. Các ngài đang hộ trì cho chúng ta. Các ngài là bậc quy y tối hậu cho chúng ta. Bước tiếp theo, ta quán tưởng vô lượng chúng sinh trong cõi ta bà này, trong hình tướng của con người, đang tràn ngập không gian. Phía bên phải là cha đẻ đời này,
phía bên trái ta là mẹ đẻ đời này. Tất cả chúng sinh tràn ngập không gian xung quanh đều cùng ta lễ lại và tụng lời nguyện quy y. Đó là cách rất tốt để nghĩ về hữu tình chúng sinh. Trước mặt ta là kẻ thù hay những người mình không ưa, hoặc là những người gây chướng ngại, chướng duyên cho mình trong cuộc sống. Thì tất cả chúng sinh như vậy ở trước mặt, bao quanh ta, bên phải, bên trái và cùng ta lễ lạy quy y. Việc lễ lạy quy y như vậy không phải dễ với chúng ta, nhưng quý vị phải nỗ lực thực hiện việc này một cách tinh cần. Phải cố gắng thực hiện pháp thiền quán tưởng thật chất lượng. Phải cố gắng thu xếp thời gian để công phu hành trì. Nếu không thì sẽ rất khó đạt được chút tiến bộ nào. Ta phải phát triển đức tính kiên trì, rèn luyện hạnh kham nhẫn, hạnh tinh tấn. Phải cố gắng duy trì và phát triển tâm hứng thú, tha thiết với việc công phu hành trì. Có như vậy thì dần dần chúng ta sẽ đạt được những tiến bộ ban đầu. Sau khi kết thúc phần lễ lạy quy y, ta chuyển sang phần phát tâm bồ đề. Trong phần này, chúng ta lại lặp lại quán tưởng giống như phần trước, tức là quán tưởng cây quy y trước mặt, có tất cả các chi tiết như đã mô tả. Chúng sinh cũng tràn ngập khắp không gian. Sau đó, chúng ta bắt đầu tụng lời nguyện phát tâm bồ đề. Chúng ta phát nguyện quy y vì hết thảy hữu tình chúng sinh. Tại sao ta phải phát tâm bồ đề vì hết thảy hữu tình? Bởi vì hết thảy hữu tình phải chịu vô vàn đau khổ, giống và cũng như chúng ta, họ mong muốn được hạnh phúc. Ta và họ đồng nhất trong ý nghĩa của đau khổ và hạnh phúc. Vì vậy, ta muốn giúp họ thoát khổ và ban vui, ban an bình, hạnh phúc cho họ. Tại sao ta và họ lại lang thang trong lục đạo luân hồi như vậy? Dòng thứ nhất, hô bởi mê lầm. Nói về nguyên nhân của đau khổ là vô minh. Chính bởi vô minh nên ta sinh tâm chấp trước. Ta dính mắc vào hình tướng của giảng pháp và cho rằng những gì mình thấy là có thực, là thực sự hiện hữu. Chúng ta không biết thật tánh của những hình tướng quá hiện trước mắt ta. Và vì không biết nên ta cho rằng chúng, tất cả những gì ta nhận biết qua lục căn, ta nhận lầm hình tướng là bản chất. Đây thật ra là một trò lừa của tâm, tâm si. Hình tướng luôn lừa chúng ta và chúng ta chạy theo chúng, coi chúng là có thật. Và chính những điều đó khiến ta phát sinh phiền não. Chính vô minh đã khiến ta phải đọa trong luân hồi. Vì vô minh mà ta đã rời bỏ ngôi nhà của mình, rời bỏ bà mẹ chân tâm, bản tánh của ta. Một khi đã rời bỏ bà mẹ chân thật của mình, thì ta lạc vào sáu nẻo của luân hồi và sống trong mộng huyễn triền miên không có lối ra. Bây giờ, con đường duy nhất để tự cứu và cứu kẻ khác là nhận ra được chân tâm, thật tánh của ta, của chúng sanh và vũ trụ. Vì vậy, ta phát tâm bồ đề với ước muốn giúp cho hữu tình chúng sinh nhận ra được chân tâm và quay về bờ giác, để họ thoát khổ và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, để an trụ tất cả chúng sinh trong thanh tịnh quang của giác tánh tự tri. Thật tánh của vạn pháp hay chân tâm bản tánh của chúng ta chính là Phật tánh. Làm thế nào để có thể phát được tâm bồ đề? Con đường để phát tâm bồ đề là tu tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả. Ta phải có vô lượng tâm từ, vô lượng tâm bi và vô lượng tâm xả. Vô lượng có nghĩa là vô tận, vô biên, không có bờ mé. Tại sao tâm từ, tâm bi lại phải bao la không ngần mé như vậy? Bởi vì chúng sinh trong cõi ta bà này là vô lượng. Vô lượng chúng sinh và vô lượng đau khổ. Vì vậy, cần phải có một tâm bồ đề thật dũng mãnh, rộng mở để có thể chứa được tình thương cho hết thảy chúng hữu tình. Còn với tâm như tâm của chúng sinh rất hẹp hòi, ích kỷ,
rất bé nhỏ thì không thể có được tâm Bồ Đề chân thật. Vì vậy, để có thể nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề chân thực, người tu phải tạo duyên lớn, gieo nhân lớn. Cái nhân đó phải dựa trên mảnh đất vững chắc của tứ vô lượng tâm. Vậy, tứ vô lượng tâm có sức mạnh lớn và có ý nghĩa rất thực tế. Chúng ta cũng phải hiểu kỹ chữ từ bi, bởi chữ từ bi mà chúng ta thường dùng cho người tu khác xa so với nghĩa của chữ từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Tâm từ, tâm bi của chư Phật, chư Bồ Tát là từ bi với nghĩa tuyệt đối chân thật, rộng lớn vô biên không ngàn mé, bao trùm hết thảy hữu tình, bao trọn khắp pháp giới và dũng mãnh kiên cố, bất hoại như kim cương. Đó là đại từ, đại bi. Chúng sinh trong cõi ta bà này, ai ít nhiều cũng có tình thương. Tuy nhiên, tình thương yêu của chúng ta cũng có rất nhiều cung bậc khác nhau, tầng mức khác nhau. Tình thương của chúng ta vì nó chưa trí huệ, chưa phải là từ bi đích thực, nên đôi lúc nó lại mang đến đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Thầy thấy trên thế giới, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, người ta rất thích ăn thịt, thích ăn cá và ăn rất nhiều. Thế thì thử hỏi, chúng ta có tình thương đối với khẩu tình chúng sinh không? Chắc là không quá. Chúng ta là người tu thì tốt nhất là nên ăn chay. Nếu chúng ta trân quý cuộc sống của mình thì chúng ta cũng trân quý cuộc sống của các chúng hữu tình khác. Khi ta biết trân quý cuộc sống quý báu của các loài thì sẽ thấy rằng nếu ta ăn thịt, ăn cá như vậy thì sẽ khiến nhiều loài bị giết hại. Trên thế giới ngày nay, hàng ngày có thể nói có rất nhiều, hàng ngàn, hàng vạn chúng sinh bị giết chết để làm thực phẩm. Nên nếu thật sự chúng ta muốn phát triển tâm Bồ Đề thì việc ăn chay là điều rất quan trọng. Đó là cơ sở để trưởng dưỡng tâm từ bi, và đó cũng là một hành động phóng sinh rất cụ thể và thiết thực. Hiện giờ ở Việt Nam, Trung Quốc vẫn có một truyền thống rất tốt đẹp, đó là truyền thống ăn chay của những người tu Phật. Đây là một truyền thống quý báu, vì vậy chúng ta nên gìn giữ và phát huy nó. Ở Tây Tạng, do điều kiện khí hậu, do thời xưa cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, lại là một nơi rất cao so với vùng bình nguyên, nên ngày xưa người dân chỉ có thịt bò, thịt cừu làm thực phẩm. Trong quá khứ, vì vậy các vị tăng ni, ngay cả các bậc thầy cũng vậy, không có một lựa chọn nào khác hơn là phải ăn thịt. Hồi đó, có khoảng 99% các tu sĩ ở Tây Tạng ăn mặn. Nhưng bây giờ, tình hình thay đổi rất nhiều. Các bậc thầy Tây Tạng đánh giá rất cao truyền thống ăn chay của Đạo Phật ở Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi cố gắng giáo dục, nhất là trong cộng đồng những người tu, về việc ăn chay. Bản thân thầy và các vị lạc ma khác đều rất nỗ lực làm công việc này. Trong tu viện chúng tôi hiện nay có khoảng 60%, 70% tăng ni ăn chay. Đó là một thay đổi rất lớn. Đáng tiếc là có một số vị thầy, thậm chí những vị có cương vị cao, không quan tâm tới việc ăn chay. Có vị còn thuyết phục mọi người ăn mặn. Chúng tôi đã cố gắng gửi những thông điệp từ bi tới các quý vị ấy để họ hiểu giá trị của việc ăn chay. Ở Nepal và Ấn Độ, tình hình cũng có nhiều thay đổi theo hướng này. So với Nepal và Ấn Độ, thì ở Tây Tạng, các vị thầy có cách hiểu sâu sắc hơn về giá trị của việc ăn chay. Đó là theo cách nhìn của thầy. Còn các quý vị ở đây, vì quý vị đôi lúc cũng ăn chay, nên thầy thấy quý vị cũng có chút tâm từ bi đấy. Tất nhiên, nếu chúng ta có những lý do về sức khỏe, thì đó lại là chuyện khác. Nhưng nếu ăn thịt để thưởng thức vì khoái khẩu, thì đó là điều rất tệ hại. Thiền tụng kim cang tác đoả. Chúng ta không bao giờ sám hối, trì chú, quán tưởng vân vân chỉ cho riêng cá nhân mình, mà làm cùng hết thảy chúng hữu tình. Ngoại ngôn trô, bốn niệm chuyển tâm là nền tảng tốt nhất
cho tất cả mọi pháp tu của Phật giáo. Trong phần nội ngôn trô thì quy y và phát tâm Bồ đề là phần mở đầu quan trọng cho bất cứ pháp tu nào. Hai phần này là tiêu biểu chung cho các pháp tu trong truyền thống Đại Thừa. Hôm qua, Thầy đã nói người tu phải luôn ghi nhớ trong tâm hai mục đích. Thứ nhất là tịnh hóa nghiệp chướng, thứ hai là tích lũy công đức. Bây giờ, chúng ta qua pháp thiền tụng kim cương tác đoả. Mục đích chính của pháp này là tịnh hóa nghiệp chướng, tịnh hóa tất cả ác nghiệp đã tạo từ thời vô thủy đến nay. Pháp tu kim cang tác đoả là một pháp tu mãnh liệt để tịnh hóa tất cả các nghiệp chướng đã tích lũy. Chúng ta thấy rằng pháp tu ngoại ngôn trô, nội ngôn trô và kim cang tác đoả là chung chung cho tất cả các dòng phái của Kim Cương Thừa. Trì tụng Bách Tự Minh Chú là pháp tu phổ biến khắp nơi trong truyền thống của Kim Cang Thừa. Để quán tưởng Đức Kim Cang Tác Đoả, đầu tiên ta phải làm quen với hình ảnh của Ngài qua những bức tranh, bức thang ca. Phải ghi nhớ các chi tiết như các món trang sức quý báu bằng lụa và châu báu, pháp khí Ngài cầm ở tay, vẻ mặt vân vân. Như vậy, dần dần chúng ta sẽ ghi nhớ được hình ảnh của Ngài trong tâm. Sau đó, khi quán tưởng thì ta dùng trí tưởng tượng để tái hiện lại bức tranh trong tâm. Dần dần, khi ta làm như vậy một cách kiên trì, liên tục với thành tâm thì hình ảnh của Ngài sẽ ngày càng hiện rõ trong tâm ta. Phần trì tụng bắt đầu bằng chữ A. Chủng tự này là tượng trưng cho tánh không. Pháp quán tưởng này đặt cơ sở trên chân tánh của tâm. Đức Bổn Tôn từ tánh không mà hiển tướng, từ trong tánh mà thị hiện. Do đó mà ta tụng A để bắt đầu cho phần thiền quán kim cang tác đoả và hướng tâm về chân tánh của vạn pháp. Đó là tánh không. Tiếp theo, trong thân phàm trên đầu hành giả, có nghĩa là thân tướng của ta là thân tướng phàm, về mặt hình tướng không có gì thay đổi hết. Còn bên trong tâm thì chúng ta phải đổi. Đó cũng chính là mục đích của pháp tu thiền tụng kim cang tác đoả. Chúng ta nhận những phẩm tánh giác ngộ của Đức Kim Cang Tác Đoả, nhận vào tâm của mình để chuyển hóa tâm, để được thanh tịnh như Ngài, gắn kết với Ngài như nhất về tâm. Như ở câu tiếp theo, giữa sen trắng và trên vành trăng, hung biến thành kim cang tác đoả. Ta quán tưởng ở trên đỉnh đầu mình có một tòa sen màu trắng. Ở trung tâm tòa sen đó có một đĩa mặt trăng. Trên đĩa mặt trăng có chủng tự hung cũng màu trắng. Hôm qua, Thầy đã nhắc rằng có một số chủng tự rất quan trọng tiếng Tây Tạng cần phải thuộc, phải ghi nhớ để có thể dùng trong pháp quán tưởng của mình. Ví dụ như Om, A, Hung. Khi chúng ta làm quen với chủng tự Hung rồi, thì việc quán tưởng cũng sẽ dễ dàng hơn. Hung biến thành kim cang tác đoả. Quán tưởng chủng tự Hung trên đĩa mặt trăng biến thành Đức Kim Cang Tác Đoả. Vajrasattva có hai hình tướng là hình tướng đơn và hình tướng đôi. Trong pháp tu này, ta quán tưởng hình ảnh kim cang tác đoả đôi. Vajrasattva xuất hiện trong hình tướng báo thân Phật màu trắng, giống như núi tuyết hay pha lê, sáng trắng và hoàn toàn thuần khiết. Tay phải Ngài cầm chày và tay trái Ngài cầm chuông. Ngài ôm phối thân nữ. Hình ảnh Vajrasattva là đối tượng của pháp quán tưởng, là trung tâm của pháp thiền tụng này. Trong khi quán tưởng như vậy, ta phát lộ sám hối trước Ngài. Xin hộ trì tẩy nghiệp cho con không tái phạm. Với tâm hối hận mãnh liệt và quyết tâm tịnh hóa tất cả những nghiệp chướng mà mình đã gây ra từ thời vô thủy.
Cũng như trong phần quy y, khi quán tưởng như vậy, ta hướng tâm tới Ngài và nghĩ: con quy y Ngài, con nương tựa hoàn toàn nơi Ngài. Ngài chính là bậc hộ chủ che chở cho con. Trước Ngài, con xin sám hối tận nơi sâu thẳm của lòng con. Hãy nghĩ như vậy với tình cảm thật sự mãnh liệt, sâu sắc và tuyệt đối chân thành. Để phát tâm chân thành sám hối, chúng ta phải có hiểu biết sâu sắc về nghiệp và nhân quả. Phải thường xuyên quán chiếu về vô vàn hậu quả chúng sinh phải chịu do ác nghiệp tạo ra. Chỉ khi có lòng tin mãnh liệt, kiên định vào luật nhân quả, thì ta mới phát được tâm chân thành sám hối. Có sức mạnh của tâm chí thành, của tâm sân hận chân thật, thì việc trì chú mới có tác dụng tịnh hóa mãnh liệt. Như vậy, pháp thiền quán phải được dựa trên tâm chí thành sám hối. Đó là lý do tại sao pháp tu là phải bắt đầu với phần phát lộ sám hối. Điều quan trọng nữa phải nhớ là ta phải phát lời thệ nguyện trước Ngài. Ta hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm lại những lỗi lầm như vậy. Đó là lời thệ nguyện mà ta cần phải hết sức giữ gìn. Khi trì chú, đồng thời phải liên tục quán tưởng. Ta quán tưởng nơi tim của Đức Kim Cang Tát Đoả có một đĩa mặt trăng nhỏ xíu. Trên đĩa mặt trăng đó có chủng tự Hùng cũng nhỏ xíu. Chuỗi các chủng tự của Bách Tự Minh Chú quay vòng quanh chủng tự Hùng. Như vậy, chúng ta vừa quán tưởng chủng tự Hùng cùng 100 chủng tự của Minh Chú quay xung quanh nó và vừa trì chú. Dòng dưới: do vận tâm trì tụng thần chú chảy tràn xuống dưới. Do tâm chí thành của ta, do oai lực của Minh Chú mà Vajrasattva ban gia trì gia hộ bằng nước cam lồ giống như bụi hương tràn xuống đầu, rồi xuống thân và tịnh hóa tất cả các nghiệp chướng nơi thân con và chốn hữu tình, vân vân, đến tẩy sạch cho con. Dòng nước cam lồ chảy xuống từ trên đỉnh đầu ta, hoặc thị hiện trong hình tướng ánh sáng màu trắng trong, tràn xuống đỉnh đầu, tràn xuống thân và ngập toàn thân thể. Tất cả nghiệp chướng, phạm giới, uế trược, bệnh tật, khổ não của ta đều được tịnh hóa hoàn toàn. Tất cả những nghiệp chướng về thân, khẩu, ý của ta được tịnh hóa hoàn toàn nhờ oai lực của Ngài. Như vậy, ta mới trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Nếu chúng ta sám hối mãnh liệt, có lòng tin mãnh liệt vào Ngài, thì nghiệp chướng sẽ được tịnh hóa. Đó chính là cơ sở của pháp tu Kim Cang Tát Đoả. Để việc hành trì có hiệu quả tốt, cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng, phải có hiểu biết thấu đáo, rõ ràng. Các bạn nên đọc cuốn Lời Vàng Thầy Tôi và những cuốn sách có liên quan khác. Cuốn Lời Vàng Thầy Tôi dễ hiểu, mọi giải thích mô tả trong cuốn sách đều rõ ràng, chi tiết nên rất hợp với người mới tu. Các quý vị nên dành thời gian để đọc kỹ cuốn sách, đọc kỹ những lời giảng giải trong đó, đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể hiểu ngày càng sâu sắc, đầy đủ những lời dạy ở trong cuốn sách. Những phần mà thầy không nói tới thì trong cuốn sách đó có đề cập tới một cách rất đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và chính xác. Điều đặc biệt hơn nữa là cuốn Lời Vàng Thầy Tôi được soạn dành riêng cho những người tu Longchen Nhiên Thích. Đây là cuốn sách của dòng Longchen Nhiên Thích. Vì vậy nên đọc và nghiên cứu nó càng nhiều càng tốt. Một điều thầy muốn nhắc quý vị: chúng ta không bao giờ sám hối, trì chú, quán tưởng vân vân chỉ cho riêng cá nhân mình, mà làm cùng với hết thảy chúng hữu tình. Ta quán tưởng hết thảy các loài hữu tình đều được tịnh hóa mọi nghiệp khổ, chứ không phải chỉ riêng cá nhân mình. Không chỉ riêng mình khẩn cầu, mà hết thảy chúng sinh cùng khẩn cầu Ngài. Đó cũng là cách tu để trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, để phát tâm từ bi. Đó là tu theo Đại Thừa. Điều này là chung cho tất cả mọi pháp tu. Chúng ta là người tu Đại Thừa, chúng ta không bao giờ được quên điều đó.
Luôn luôn dù đang làm gì và ở đâu cũng phải nhớ như vậy. Làm gì cũng với tâm bồ đề, tâm vì lợi lạc của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều bình đẳng. Hạnh phúc và khổ đau của họ cũng đều quan trọng như hạnh phúc khổ đau của chúng ta. Phần thỉnh cầu và hóa tán quán tưởng. Hỡi bậc hộ chủ, bởi thiếu trí tuệ và ngu si, chân chân, cho tới cùng hủy phạm giới nguyện. Khi mình tụng như vậy, ta hướng tâm tới Đức Kim Cang Tát Đoả. Với thành tâm mãnh liệt, với lòng tin mãnh liệt rằng Ngài chính là bậc hộ chủ, người thầy duy nhất che chở cho chúng ta. Ngài chính là nơi nương tựa để tịnh hóa hết tất cả mọi ác nghiệp và là nguồn lực gia trì gia hộ. Một lần nữa, ta phát lộ sám hối ở phần kết thúc với quyết tâm tịnh hóa nghiệp thật mãnh liệt. Lúc đó, hãy nghĩ tới tất cả những giới mẻ, nguyện đức từ thời vô thủy, qua những pháp tu của tiểu thừa, của đại thừa hiển giáo, của mật thừa, tất cả đều được tịnh hóa hoàn toàn. Nhờ tịnh hóa được các nghiệp chướng như vậy, nên ta đã xây dựng một nền tảng vững chắc để có thể đạt tới những thành tựu tương đối và tuyệt đối trong tương lai. Ở trang 34, chúng ta tụng: bởi thỉnh nguyện như vậy, vân vân, cho đến như bóng trong gương. Nhờ tâm chí thành sám hối của mình, nhờ gia trị gia hộ của Đức Kim Cang Tát Đoả, mà tất cả mọi nghiệp chướng của mình và hết thảy hữu tình chúng sinh được tịnh hóa. Đức Kim Cang Tát Đoả hài lòng, mỉm cười. Ngài tan thành ánh sáng và hòa nhập vào mình. Và mình cũng biến thành Kim Cang Tát Đoả trắng sáng rực rỡ như Ngài. Rồi vừa quán tưởng, ta vừa trì chú Om Vajrasattva Hum. Khi chính ta biến thành Đức Kim Cang Tát Đoả, thì tiếp tục quán tưởng nơi tim Ngài có chủng tử Hum vây quanh bởi bốn chủng tử Om Vajrasattva. Các chủng tử có màu sắc khác nhau, tuy nhiên chỉ cần quán tưởng màu sáng trắng thôi cũng được. Những lời dẫn này cũng có hướng dẫn rất chi tiết trong cuốn Lời Vàng Thầy Tôi. Phải hiểu rằng hình ảnh Đức Kim Cang Tát Đoả và các chủng tử hiện hiện như vậy, nhưng thực tánh là không, giống như bóng ở trong gương, có mà là không có, chỉ là hư huyễn mà thôi. Những hiểu biết đó cần thiết để giữ cho tâm chúng ta được thanh tịnh khi trì chú và quán tưởng. Sau này, chúng ta cũng có thể tìm hiểu nhiều nguồn tư liệu khác nhau để nghiên cứu tu tập. Có thể dùng cuốn Lời Vàng Thầy Tôi như thầy đã nói ở trên. Ngoài ra, có nhiều đĩa CD ghi lại các buổi giảng pháp của thầy ở Mỹ. Các bạn nên tìm nghe để lấy làm tài liệu tu học. Ngoài ra, có những giáo huấn về Ngontro và Ngontro Longchen Nhiên Thiết của các vị đạo sư thuộc các dòng truyền thừa khác nhau chúng ta có thể tham khảo.